phải làm gì. Tí thầm thì con sẽ đi làm cảnh sát. Con đừng gác ngã tư đường để người sang an toàn mãi. Này dừng lại, đèn đỏ rồi, đi chậm thôi, đèn vàng đấy, đi thoải mái, đèn xanh mà. Mẹ cười xòa, khét tí giỏi, tí phấn khởi, cười ha ha, chạy quanh nhà, tí sẽ là anh cảnh sát.